Vâng, chào các con, A Di Đà Phật. Nè, thấy các con năng lượng quá, chắc tại chú Quỳnh đăng năng lượng quá cho nên các con phải chạy theo đúng không? À, khóa tu chưa chưa có bắt đầu mà chú Quỳnh đăng đã cháy hết mình, khang tiếng hết, làm cho chúng nó hết hồn luôn. Cháy hết mình làm cho chúng nó hết hồn. Ok, cảm ơn chú Quỳnh đăng. À, bây giờ các con bên mang cái thực để hết tất cả bàn tay xuống. Các con nào đã chút xíu khoan hả, mở khoan hả, giơ tay, khoan hả, giơ tay, cái gì mà giơ tay đùng đùng vậy, con vẫn chưa có nói mà. À, từ từ nhé. Ok, thời gian qua con vẫn thấy các con rất là tiến bộ nè, đặc biệt là lớp lớn này nè, nghiêm túc hơn, chỉnh chạc hơn. À, chỉnh chạc hơn, giỏi hơn lớp nhỏ rất là nhiều. À, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa có mở màn hình là sao ta? Không biết màn hình mình nó bị hư hay sao ha? Còn rất là nhiều bạn chưa có mở màn hình, cho nên cô Vân không có thấy được các con như thế nào. À, không biết tại sao ha? Mình đi học mà mình không có cho cô giáo, thầy giáo thấy mặt đó là làm sao mình giỏi được ta? Hay là mình đang tắt màn hình đi ngủ ha? Không biết luôn. Làm sao cô Vân chấm điểm các con đây? Ok. À, một số bạn đã gửi cho cô Vân cái danh sách, xin lỗi, cái bản ước mơ của các con, và cô Vân thấy các con tiến bộ rất là nhiều, các con chỉnh sửa lại, cô Vân chỉ cần góp ý chút xíu là các con ok. Cho những ai mà chưa chưa được góp ý thì các con đã hoàn tất xong bản ước mơ mình thì các con có thể giơ tay. Tuy nhiên những bạn khác mà chưa có làm xong thì phải lắng nghe nhé, tại vì cô Vân không phải góp ý cho một bạn đó không, mà cô Vân đang góp ý cho cả lớp mình để các con có thể hiểu được và các con có thể làm bản ước mơ mình hoàn chỉnh, xuất sắc và gọi là rõ ràng các con nhé. Có nhiều lúc mình nói con không biết ước mơ của con là cái gì, và không có một cái ý gì hết, nhưng khi các con nghe được các bạn chia sẻ thì các con mới biết được cái đó mình cũng muốn và cái đó cũng là cái ước mơ của mình, và mình ghi xuống. Dĩ nhiên mình không có copy người ta, mình phải thật sự muốn các con nha, tại mỗi bạn có một ước mơ khác nhau. Tuy nhiên là các con làm sao mà phải là kiến trúc sư vẽ cuộc đời của mình, nhớ nhá. Các con nhớ câu này cho thật rõ trong cuộc đời của các con nè: ta là kiến trúc sư vẽ cuộc đời của mình có thể vẽ cuộc đời của mình đẹp như thế nào, giàu như thế nào, hạnh phúc như thế nào, tuyệt vời như thế nào, là mình vẽ, chứ đừng để người khác vẽ. Nếu các con không có ước mơ trong cuộc đời này thì ai đó sẽ thuê các con để xây dựng ước mơ cho người ta, thì các con đâu có muốn điều này đâu, đúng không? Đúng không? À, người ta có ước mơ người ta mới làm chủ được họ, và khi người ta có ước mơ đó là người ta sẽ làm ông chủ hãng này hãng kia, hãng to hãng lớn. Và các con không có ước mơ, ước mơ của người ta là làm giàu, làm chủ một doanh nghiệp lớn. Các con không có ước mơ thì người ta sẽ mướn các con để làm giàu cho người ta. Cho nên mình không muốn là sau này mình lớn lên mình không có ước mơ gì hết, không có nhu cầu, không có ước mơ, sống qua ngày chờ qua đời một cách rất là bình thường, tầm thường, thì người ta ai đó sẽ thuê các con để hoàn tất ước mơ cho người ta. Cho nên bắt đầu từ đây cô Vân muốn các con phải có một cái tư duy của người làm chủ, tư duy của một người mạnh mẽ, tư duy của một người người ta làm được tôi sẽ làm được, tôi nhất định sẽ làm được và tôi sẽ làm xuất sắc và tuyệt vời hơn ai hết. À, cho nên các con hãy gieo trong đầu của mình là sự mạnh mẽ, sự tự tin, tư duy thành công, tư duy làm chủ cuộc đời của mình. Luôn luôn hãy nhớ là
Các con muốn hạnh phúc thì các con phải giúp người khác hạnh phúc thì các con mới có hạnh phúc được. Các con muốn làm giàu thì các con phải bố thí tịnh tài. Không phải là các con cần phải có thiệt là nhiều tiền mới bố thí tịnh tài. Các con có thể là bữa nay các con có mẹ cho 30.000 để đi ăn trưa, nhưng mà trên đường mình đi mình thấy có một người ăn xin đó rất là khổ và đang đói, thì mình cũng có thể trích ra 10.000 để mua một một giắt xôi, hay là một miếng cơm trắng hay gì đó để cho người đó, cũng là gọi là cái bố thí, chia sẻ và bố thí. Thì cái đó làm cho các con rất là giàu sau này. Các con thấy người người ta đang không có khỏe, các con lại an ủi, các con không có tiền mua thuốc cho người ta, thì các con sẽ an ủi bằng tinh thần. Cái đó cũng là bố thí vô ý, là bố thí làm sao cho người ta có động viên tinh thần, sức khỏe khỏe thì các con cũng khỏe. Nói chung là các con muốn cái gì thì các con làm cho người khác thì quả báo nó sẽ về ngược lại mình, là mình sẽ được hạnh phúc. Muốn mình hạnh phúc thì mình sẽ giúp người hạnh phúc. Và các con muốn cái gì trong mọi ước mơ của mình thì tất cả đều bắt đầu từ cái muốn của các con, sau đó chúng ta mới bắt đầu triển khai ra làm bằng cách nào để đạt được từng cái muốn của mình trong cuộc đời này. Các con hiểu chỗ này không ạ? À? Cả nhà mình hiểu không? Khi các con lắng nghe thì các con sẽ hiểu, còn một số bạn chưa có lắng nghe thì các bạn đó sẽ không có hiểu được những gì cô Vân nói, thì sẽ rất là uổng. Và cô Vân muốn là khi các con vào lớp á, các con phải tập trung cao độ nhất có thể, vì có thể một câu nói nào đó của cô Vân hay là của các cô chú mà có thể thay đổi cuộc đời của các con vĩnh viễn đó. Một câu thôi. Cô Vân còn nhớ lúc cô Vân đi kinh doanh á, là cô Vân không có biết một cái gì hết, và cô Vân một người rất là bình thường, nhút nhát, sợ sệt, sợ đám đông, sợ nói chuyện với người lạ, sợ đủ các kiểu hết. Và khi cô Vân đi đi học một cái khóa và có một người diễn giả lên nói chuyện á, một người thầy lên nói chuyện là bạn hãy tin đi, tôi làm được, bạn sẽ làm được. Và một cái câu khác nữa là bạn là người rất là tuyệt vời, tại sao không phát triển bản thân mình để cho mình tuyệt vời như bạn đã sanh ra là một người tuyệt vời. Thì những cái câu nói đó nó đánh động cô Vân và làm cô Vân thay đổi 100%, xoay chuyển mình từ một người nhút nhát sợ sệt, từ một người không có tự tin, thành một người tự tin. Cho nên cô Vân thành một người có tự tin và thành một người thành công như ngày hôm nay là cũng nhờ một câu nói của ai đó mà cô Vân được nghe. Nhờ sự tập trung cao độ, chú ý cao độ mà cô Vân được nghe, và một câu nói của ai đó thôi là thay đổi cả cuộc đời của cô Vân và cả cuộc đời của gia đình cô Vân. Cho nên cũng vậy, cô Vân muốn các con tập trung hơn trong lớp học, lắng nghe nhiều hơn, biết đâu một câu nói nào của cô Vân, của các cô chú mà làm cho các con nhớ, và câu nói đó giúp cho các con thành công, rất 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 thành công sau này. Đây là bước đường thành công của cô Vân, và cô Vân muốn truyền lại cho các con, vì các con là những đứa bé rất là tuyệt vời sau này. Và mình muốn là những đứa con ngoan, là những người có giá trị sống, có ích cho xã hội, thì các con cần phải làm từ bây giờ. Bây giờ các con phải trau dồi kiến thức của mình, kỹ năng của mình, trau dồi cái điểm yếu của mình, biến tất cả thành sự tự tin. Người ta làm được, nhất định tôi sẽ làm được. Và ước mơ của mình là gì thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái đó, từng ước mơ một, từng cái một, để rồi các con sẽ thành công rất lớn. Nhưng hãy nhớ, không có ước mơ thì các con sẽ không biết đường đi, giống như các con leo lên xe
Mà các con nói tôi đi. Xong rồi cô Vân hỏi con đi đâu? Dạ con không biết, con chỉ biết leo lên xe con lái xe thôi. Và các con cứ lái mà các con không biết cái điểm đến của các con thì các con sẽ không bao giờ đến được. Vậy thì bây giờ các con đang do giao cái mạng mình cho chiếc xe và giao cái mạng mình cho cái bình xăng. Hết xăng rồi nằm đường ở đâu đó thì ngưng ở đó. Và mình sẽ bị dìm ở nơi đó luôn. Cho nên mình đi đâu, làm gì, hành động gì, bất cứ nhất cử nhất động của mình phải biết lý do tại sao mình làm, mục đích của mình làm, thì chúng ta mới có thể thành công được. Bây giờ con ra phi trường, con mua một cái vé máy bay mà con nói cô ơi, con muốn mua vé máy bay. Cô bán vé hỏi con đi đâu, à, con muốn đi về đâu? Dạ con không biết, cô cứ bán đi. Thì người ta biết mình đi đâu mà bán. Không lẽ cái mạng của con giao cho cái người bán vé máy bay sao? Ờ, cái chỗ này tôi bán giá ế lắm nè, thôi không biết đi đâu hả, tôi đẩy vô đó đó, đi đi chỗ đó tôi bán giá ế đó. Và người ta cứ bán cho mình, có nghĩa là cuộc đời của mình không làm chủ được mình. Nếu các con không có ước mơ của mình thì các con không thể nào làm chủ được và không thể nào giàu được hết, không thể nào có giá trị sống, không thể nào có ích cho xã hội được hết. Các con hãy nhớ điều này nhé. Đó, các con nhé. Rồi bây giờ bên ban kỹ thuật có thể giúp cô Vân spotlight cho những bạn đã có bản ước mơ rồi nhé, mà cô Vân chưa sửa. Có bản ước mơ rồi mà cô Vân chưa có sửa. Còn ai mà cô Vân sửa rồi, các con có thể gửi riêng cho cô Vân để cô Vân có thể giúp các con sửa lại một lần nữa. Ban kỹ thuật spotlight giùm cô Vân nhé. Có mở máy lại con. Dạ phải rồi là cô. Được con. Giờ mình giới thiệu mình tên gì đến từ đâu trước khi mình nói Con tên là Vũ Công Phúc. Con đến từ thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đây là bản ước mơ của con. Bảng ước mơ của con bảng phúc pháp danh tướng phúc đức. Ước mơ lớn nhất của con là nhất định vãng sanh từ phẩm tử sanh trong đời này. Và để đạt được ước mơ lớn nhất này, con có 7 ước mơ nhỏ. Đó là ước mơ thứ nhất là tu tập tinh tấn mỗi ngày, đọc tụng kinh chú lăng nghiêm nhiều nhất có thể để bảo vệ Phật pháp mà trường tồn. Vì có Phật pháp là có giải pháp. Ước mơ thứ hai của con là tâm đồng tâm chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật, yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài. Ước mơ thứ ba của con là từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 ăn trường chay và làm các việc thiện lành. Ước mơ thứ bốn của con là có một công việc ổn định ở tuổi 25 và tự do tài chánh ở tuổi 40 để có thể báo hiếu và cúng dưỡng cha mẹ, đi phóng sanh, cúng dường và giao duyên Phật pháp. Ước mơ thứ năm của con là người có con hiếu thảo, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ước mơ thứ sáu của con là một học trò xuất sắc. Ước mơ thứ bảy của con là cứu giúp các chúng sanh hữu duyên về Tây phương cực lạc. Được. À, cảm ơn con. Ước mơ của bạn Bảo Phúc rất là rõ, các con có thấy không ạ? À? Ước mơ của bạn rất là rõ và chi tiết, các con càng ngày càng làm giỏi nè. À, cô Vân phải nói là khen cái bản ước mơ này. À, tuy nhiên có một cái là con bây giờ con có thể để lên cái bảng to lớn nha, cho nó rõ nha. Tại nhỏ quá đó. Các con hãy nhớ nè, cái gì mà mình rõ đó nó sẽ in vô đầu mình rõ hơn. À, nhỏ quá đó mình đi vớt qua mình không có thấy được, phải dừng lại để đọc. Cho nên là con bây giờ ước mơ con rất là tuyệt vời rồi, cô Vân thấy rất là tuyệt vời rồi. À, rõ ràng chi tiết, à, để mà làm được từng cái từng cái, thì bây giờ giúp cô Vân là bỏ lên cái bảng to, in vào 2 3 bảng ở nhà đâu đó mà các con có thể thấy được mỗi ngày. À, và nó phải in vào đầu chúng ta. Bây giờ mình có ước mơ rồi thì mình mới có cái cách
để hoàn tất cái ước mơ của mình. Con nha, và giúp cô Vân làm với bản tòa nha. Di Đà Phật. cô. Cảm ơn con. À, cô Vân mời người kế tiếp. Cô Vân ước gì bạn nào cũng giống như bạn Bảo Phúc, không phải sửa nè, rất rõ ràng chi tiết luôn á. Đây là vợ chồng cô. Chào các con. Hôm nay là Trịnh Văn Thư đến từ Bắc Yên Sơn La. Hôm nay là làm gì từ Bắc Yên Sơn La đó. Chào các Cô con. Đọc cho cô Vân coi nào. Không nghe rõ. Thấy được rồi nhưng mà không có nghe rõ nào. Một đứa cầm đi, một đứa cầm, một đứa đứng lên cầm đi. Và một bạn giải thích nè. Cho bên đó mình không nghe được ta. Không nghe được các con ơi. Con nói lại coi nào. Cô Vân không có nghe con gì hết luôn. Cái máy của con nó cà khịch đó, giống như là nó tiếng có tiếng không á. Bây giờ con ngồi gần, phải nói làm sao, ngồi gần cái máy hả? Con nói lại cái cũng nghe luôn, thôi đi ra rồi vào lại thử coi nào nha, không nghe con được. Cô Vân mời bạn kế tiếp nào. Có mở máy lại nè. Bên Vân Thư cũng đi ra rồi vào lại. Con Chào. tên là bạn Thủy, con đến từ tỉnh Bình Dương năm nay con 11 tuổi. Con xin giới thiệu cho cô Vân là bạn ước mơ của con. Câu chữ đầu tiên là ước mơ của thành đạt. Con đang có 7 tấm hoa đồng nghĩa với 7 ước mơ của con ạ. Ước mơ đầu tiên là được về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà để có thể giúp cho chúng sanh trong đời này. Cái ước mơ thứ hai là luôn nắm chặt tay cô Vân và đồng hành cùng cô Vân đến hết đời này. Ước mơ thứ ba là cùng gia đình ăn chay và tu tập mỗi ngày cùng cô Vân. Ước mơ thứ tư là tất cả mọi người trong gia đình không còn bệnh tật và có nguồn sức khỏe dồi dào. Ước mơ thứ năm là trở thành một đầu bếp tay, mở một nhà hàng cực lớn để gieo duyên cho mọi người. Ước mơ thứ sáu là được gặp cô hay gặp các bạn bằng câu để có thể làm Phật tử khắp mọi nơi. Một cái là giống như các bạn sớm nhất có thể là khi nào? Sớm nhất có thể là khi nào? hai ngày Trong vòng bao nhiêu ngày? Con học trong 2 ngày đã cô. 2 ngày hả? Con tập được 14 rồi cô. Vậy thì con để ngày tháng năm rõ ràng con nha. Bên con thì hơi rè, máy cũng hơi bị rè, tuy nhiên cô Vân cũng ráng mà con nghe, Vân nghe. Hồi con chụp cái hình của ước mơ của con gửi cho cô Vân một lần nữa nha. Cô Vân ráng nghe thì cô Vân thấy hai cái nó trùng trùng với nhau, là như là có hai cái nó trùng với nhau. Thôi con gửi cho cô Vân đi, cô Vân coi lại một cái nào cho chính xác nha. Tại cái âm thanh bên đó nó bị rè rè rè, khó nghe, có tiếng được tiếng không. Ok, rồi cảm ơn con. Cô Vân mời bạn kế tiếp nào.
Dạ, A Di Đà Phật, con chào cô. Con tên là Ngọc Trâm, con đến từ Bình Dương. Và đây là bản ước mơ của con. Con chia bản ước mơ thành 4 khung là từ năm 18 đến năm 25 tuổi là đậu đại học với số điểm cao, cụ thể là 28 điểm trở lên. Và ra trường kinh tế luật với lại với tấm bằng tiến sĩ và có được bằng IELTS 6.5. Từ năm 30 đến năm 50 tuổi thì gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ là trên 10 triệu. Có một ngôi nhà khang trang, có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, trả hết nợ những khoản xe và nhà. Từ năm 50 tuổi đến 60 tuổi thì sẽ nghỉ hưu vào năm 55 tuổi, tự do về tài chính và thời gian, con cái trưởng thành, có thể tự lập. Mục đích cả đời của con là mỗi năm cố gắng ăn chay vào tháng 7 Vu Lan, hồi hướng cho cha mẹ và mọi người. Có nhiều thời gian bên gia đình và tinh tấn tu tập. Có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, an lạc. Kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ mọi người, phóng sanh, phụng dưỡng bố mẹ, cứu những chúng sanh hữu duyên, giới thiệu Phật Pháp đến nhiều người hơn nữa. Và cái con ghi màu đỏ trên đây là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này. Cảm ơn con. Tuy nhiên có một vài điều cô vẫn cần góp ý. Các con khoan hãy làm bản ước mơ ngắn hạn. Cô vẫn muốn các con tập làm bản ước mơ của cuộc đời các con trước. Bản này của con á, nó đang hai ba cái nó hỗn tạp ở trong này, có nghĩa là ngắn hạn, dài hạn, nói chung hầm mà lằng. Cô Vân đang hướng dẫn các con đi dài hạn, có nghĩa là ước mơ của cuộc đời của các con như thế này. Và mùa hè tới khi cô Vân gặp các con đó, cô Vân sẽ đi chi tiết hơn là các con làm sao để bắt đầu làm 10 năm, 5 năm, 3 năm, 1 năm, 6 tháng, 1 tháng, tuần và ngày. Để các con biết chi tiết hơn làm sao để chúng ta đi từ từ lên để đạt được ước mơ lớn của mình. Chúng ta cần phải có kế hoạch từ từ lên. Dĩ nhiên bây giờ cô Vân muốn các con phải hình dung được là mình muốn cái gì trong cuộc đời trước đi. Còn những cái ngắn hạn thì khoan từ từ đi. Cô Vân góp ý lại cái đó. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là cô Vân thấy tất cả các con đều nói là muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đúng không ạ? Nhưng duy nhất bạn Trâm, Ngọc Trâm này thì nói là muốn ước mơ đến cuối cuộc đời là mỗi năm ăn chay tháng 7 Vu Lan. Và cho các con biết nếu các con không trường chay thì các con đừng có mơ là về cực lạc. Và đừng có mơ đi gieo duyên Phật Pháp cho người khác. Cho nên chúng ta không có tâm từ bi, vẫn còn ăn mạn chúng sanh thì chúng ta không bao giờ về cực lạc được hết. Cho dù đó là một bữa ăn, cho dù đó là một ngày ăn, cũng là vẫn còn ăn mạng của chúng sanh, lấy mạng chúng sanh để nuôi mạng này, thì chúng ta đâu có tâm từ bi đâu mà đi giúp người biết Phật Pháp, và đi giúp người ta biết ăn chay và đi giúp người ta về cực lạc và mình về cực lạc. Nếu mình không giúp người ta được thì làm sao mình có thể cứu mình? Cho nên bản ước mơ của con cần phải sửa, cũng hơi khá nhiều. Cô Vân lặp lại là tất cả các con hãy lưu ý những cái điểm này nhé. Cô Vân thấy là tất cả các con đều muốn được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì các con cần phải có ước mơ đó. Thì từ cái ước mơ lớn đó các con phải cần làm nè, cái ước mơ nè, trường chay sớm nhất có thể để không bị các ác nghiệp xấu nghiệp nó sẽ trổ ra. Có nghĩa là trong cuộc đời các con mà các con không dừng nghiệp ngay bây giờ thì chắc chắn là các con sẽ gặp những chuyện không có may đến với cuộc đời của mình từ cái ăn mạng chúng sanh, gieo ác nghiệp mà ra. Các con mà có đi làm nhiều chuyện thiện đi nữa mà vẫn còn ăn mạng chúng sanh, các con cũng không thế nào mà thuận duyên, tốt duyên được hết, mà sẽ nghịch duyên đến với các con, những điều bất như ý đến với mình thì mình rất là khó để tu tập.
Các con lưu ý nè, thứ nhất là trường trai sớm càng tốt nè. Thứ nhì là giúp đỡ chúng sanh hữu duyên. Okay. Thứ ba, dĩ nhiên là báo hiếu cho cha mẹ là phải có rồi. À, báo hiếu cho cha mẹ. Cô Vân thấy có nhiều người để là muốn mua cái nhà cho ba mẹ như thế nào đó. Thì cái đó cũng nằm trong cái báo hiếu cha mẹ. Có nghĩa là cha mẹ cần cái gì các con đều đáp ứng được đó. Cái thứ tư là tu tập tinh tấn cùng gia đình mỗi ngày. Bốn cái này các con lưu ý, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, ước mơ lớn của chúng ta cần phải có bốn cái này. Các con hiểu không ạ? Cần và rất cần phải có bốn cái này. Còn những cái khác nó chỉ là phụ thôi. Nó chỉ là rất là phụ. À, cho nên các con lưu ý bốn cái chỗ này thì các con mới có thể đạt được ước mơ lớn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn cái vấn đề mà thượng phẩm thượng sanh sau này cô Vân sẽ nói bằng cách nào để có thể thượng phẩm thượng sanh sâu hơn nữa để các con biết. Tuy nhiên ước mơ của ta là thượng phẩm thượng sanh nhất định rồi. Cho nên con sửa lại đi nhá, rồi con có gì con gửi cô Vân nhá. Chúng ta cũng hết giờ rồi, tuy nhiên là bạn Vân Thư mở máy lại coi bên con ok không ạ? Ừ, bây giờ tạm nghe được rồi, con nói thử cái nào. Thưa cô, đầu tiên của con là tu tập tinh tấn trong gia đình mỗi ngày. Ước mơ thứ hai của con là thuộc chú Lăng Nghiêm trong tháng 9, cụ thể là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ước mơ thứ ba của con là trường chay từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. Ước mơ thứ tư của con là khai mở trí tuệ, học hành giỏi giang. Ước mơ thứ năm của con là làm kinh doanh, tự chủ về thời gian và kinh tế vào năm 30 tuổi. Ước mơ thứ sáu của con là giúp đỡ chúng sanh hữu duyên. Ước mơ thứ bảy của con là làm việc cho Phật. Còn ước mơ thứ tám của con là đồng hành cùng cô Vân đến suốt đời. Ước mơ cuối cùng của con là vãng sanh thượng phẩm thượng sanh trong đời này. Rất là ok, tuy nhiên là có một ít cần sửa là làm việc cho Phật. Thôi bây giờ con chụp hình con gửi cho cô Vân đi nhé. Con chụp hình gửi cô Vân rồi cô Vân sẽ sửa cho con nhé. Có nghĩa là hơi trùng ý, một số ý nó bị hơi trùng. Cho cô Vân nhìn kỹ hơn chút xíu rồi cô Vân sẽ góp ý cho con nhé, tại hơi khó. Rồi cô Vân mời bạn kế tiếp nè. Con bên Lan Thi nè. Spotlight lại bên Lan Thi á. Ok, rồi mời con. Hôm con trình bày về ước mơ con. Ước mơ thứ nhất của con là gia đình mạnh khỏe hạnh phúc ạ. Ước mơ thứ hai con là gia đình tu tập tinh tấn. Ước mơ thứ ba của con là trường chay vào tháng 8 ạ. Ước mơ thứ tư của con là ước mơ của con là đồng hành cùng cô Vân. Ước mơ của con. Ok. Trong cái bảng này của con á là
Cảm ơn con. Bảng này của con á, con nên sửa lại cái mà mình muốn giàu có đó. Thì giàu có là giàu cái gì? Giàu có như thế nào mới gọi là giàu có? Thí dụ như bây giờ con nói là con muốn tự do về tài chánh, thì đó là sự giàu có về bên tiền. Giàu có nó có nhiều cái, là giàu công đức, giàu trí tuệ, giàu tịnh tài là tiền đó. Và giàu lòng thương người, nó có rất là nhiều cái giàu. Cho nên là con chi tiết hơn một chút là con muốn giàu gì cái gì nha. Và con cũng có thể chụp hình và gửi cô Vân, và cô Vân có thể nhìn lại một lần nữa và góp ý cho con sâu hơn con nhé. Bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi các con. Và nãy giờ cô Vân góp ý cho các con nắm rõ hết rồi đúng không? Không phải là góp ý cho một bạn nha. Và các con làm giùm cô Vân cái bảng của mình. Các con cũng có thể gửi cho cô Vân để cô Vân cũng có thể tiết kiệm thời gian và sẽ giúp các con sửa bằng bên tin nhắn. Tuy nhiên chú Quỳnh Đăng đã có Facebook của các con rồi, cộng nhóm rồi, nhưng mà cô Vân không biết là đã xong chưa. Cô Vân chưa có thấy mình ở trong đó cho nên chưa thấy các con. Nếu như mà ở trong nhóm thì cô Vân sửa một bạn thì các bạn khác cũng có thể có được cái khái niệm là cần làm gì. Nếu mình đang đi chưa có đúng thì mình cũng có thể chỉnh sửa lại và gửi lên nhóm, thì cô Vân có thể sửa cho các con và các bạn khác đều học được hết, cũng như là tất cả sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều nếu nếu như thế các con nhé. Và trong tuần tới á, là các con nếu mà chưa có thấy cô Vân trả lời á, thì các con phải thông cảm, là tuần tới á, là có khóa tu của người lớn các con nha. Cô Vân sẽ rất là bận bắt đầu ngày mai. Các con sẽ nghỉ nguyên một tuần, nếu mà các con muốn tu thì các con vào tu với ba mẹ các con nha. Hoặc là mở Zoom lên để cùng cộng tu, vì khóa tu người lớn sẽ là nguyên một tuần sau. Và các cô chú tập trung cao độ vào khóa tu để cứu rất là nhiều chúng sanh, để làm lợi lạc cho gia đình của mình, thì các con cũng có thể cùng đồng hành với cô chú, cũng đồng hành với cha mẹ của mình nguyên tuần tới. Nếu chúng ta lớn rồi và chúng ta có ý thức trong việc tu tập của chúng ta, và chúng ta muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, thì chúng ta cần phải tận dụng thời gian của chúng ta để tu tập, vì thời gian này nó rất là ngắn các con ơi. Đừng có nói là khi mà già thì mới ra đi, ngoài nghĩa trang mộ non rất là nhiều. Cho nên là khi các con phát nguyện muốn được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc thì các con cần phải nỗ lực ngay bây giờ. Bây giờ các con nhé, tận dụng thời gian này để chúng ta tu tập, vì chúng ta vẫn còn hè nè. Và các con có câu hỏi gì thì các con có thể ghi xuống thì cô Vân gặp các con, thì các con có thể giơ tay để hỏi. Khi chúng ta xong bản ước mơ rồi thì cô Vân sẽ cho các con hỏi thả cửa luôn. Tuy nhiên cô Vân muốn các con xong, tất cả các con đều xong hết bản ước mơ của mình để biết mình muốn gì cho tương lai rồi, thì cô Vân sẽ mới cho bài học kế tiếp, là dẫn các con làm sao để đạt được từng bước một. Cho nên các con giúp cô Vân là nếu chúng ta trong lớp rồi thì chúng ta nghiêm túc trong lớp. Để có kết quả tốt, chúng ta cần lắng nghe, nghiêm túc, học hỏi, học hỏi, nếu không hiểu, hiểu, hành thì mới ra kết quả. Các con nhớ 4 chữ H nha. Học nè, hỏi, không hiểu là phải hỏi, nhớ là phải học. Học mới biết kiến thức, mới biết làm sao để làm. Hỏi, không hiểu là phải hỏi. Hỏi cho nó hiểu, khi mà hiểu rồi á thì hành. Nhớ 4 cái chữ H này giùm cô Vân nha. Học, hỏi, hiểu, hành. 4 chữ H này thì mới ra được kết quả nha. Nhớ nha các con nha. Khi các con không hiểu mà các con hành là nó đi sai đường, là con dẫn các con đi vào một cái nơi xa quắc lạ quơ, là nó sẽ đi sai đường thì nó không có thành công được. Cho nên trước khi mà các con muốn làm thì các con phải hiểu rất rõ cái gì đó mà các con muốn làm. Ước mơ rất rõ rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hành động. Hành động và hành động. Cho nên rất là đơn giản là các con lắng nghe nhiều hơn thì các con sẽ hiểu được nhiều hơn. Cô Vân ơi, khi nào năm học của
Cô có lớp này không ạ? Các con có muốn khi các con đi học rồi mỗi buổi tối trước khi các con ngủ các con vào lớp một lần nữa này không? Có bạn hỏi là khi đi học lại có lớp tiếp tục nữa không? Có muốn không ạ? À? Các con có muốn không? À, muốn đúng không? Vì lớp này lỡ lạc rất là nhiều cho các con đúng không ạ? À? Các con học các con thấy có lỡ lạc không? Ở trong trường không có dạy mình mấy cái này đâu đúng không? À, cho nên là ráng cố gắng 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta tạo công đức. Tạo công đức phải tu thì chúng ta mới về cực lạc được các con nhé. À, cho nên là cô Vân sẽ tiếp tục nếu các con muốn. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng mà chúng ta đi nghỉ các con nhé. Và hãy nhớ là tuần sau cô Vân cũng cũng tu cho nên các con cứ gửi vào khi nào cô Vân ra khỏi khóa tu thì cô Vân mới mới chỉnh sửa lại cho các con không có cần vội nhé. Mời các con chúng ta chắp tay lại hồi hướng nào. Nam mô A Di Đà Phật, xin tri ân các ngài luôn bên cạnh và gia trì cho đạo tràng nhí của chúng con. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật tát đại chứng minh. Chúc các con ngủ ngon, an lạc và hẹn gặp lại các con vào tuần sau sau nữa nha các con nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.